Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối ngày hôm qua, ngày 1 tháng 5, thế giới đã ghi nhận hơn 234.000 người chết vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong tổng số hơn 3,3 triệu ca nhiễm và nằm trong nhóm 10 quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới, đa phần là các quốc gia nằm ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. Trong khi đó, thì Trung Quốc, quốc gia từng đứng đầu thế giới về số ca bệnh COVID-19 trong nhiều tuần, đã lùi xuống vị trí số 11 về số ca nhiễm với tổng cộng là 82.874 ca. Ngày 30 tháng 4 theo giờ địa phương, hàng chục người biểu tình, một số mang theo súng vào tòa nghị viện của bang Michigan để yêu cầu thống đốc dỡ phong tỏa. Người biểu tình tập trung tại sảnh tòa nhà ở Lansing, không ai đeo khẩu trang nhưng một số dùng khăn che mặt. Cảnh sát bang đã ngăn chặn họ xông vào phòng họp. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi tòa án Michigan phán quyết rằng chỉ thị yêu cầu người dân ở nhà từ ngày 24 tháng 3 của thống đốc Whitmer không trái với quy định của hiến pháp. Đây là lần thứ hai trong tháng người biểu tình yêu cầu ông Whitmer dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới với hơn 1 triệu người nhiễm, gần 64.000 người tử vong và khoảng 156.000 người bình phục. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, bang Michigan ghi nhận hơn 3.500 ca tử vong vì COVID-19. Ngày 1 tháng 5, Viện Robert Koch, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đức, thông báo nước này ghi nhận thêm 1.639 người nhiễm và 193 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt là 163.009 và 6.623. Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ 6 trên thế giới sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Anh. Các biện pháp hạn chế, xét nghiệm rộng rãi cùng sự đồng lòng của phần lớn người dân đã giúp Đức kiểm soát dịch tương đối tốt và có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều các nước châu Âu. Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 4 đã thông báo bắt đầu mở cửa các khu vui chơi, bảo tàng và nhà thờ từ ngày 4 tháng 5. Các cửa hàng nhỏ cũng sẽ được kinh doanh trở lại trong tuần này. Nhưng việc nới lỏng hạn chế đối với các trường học và các sự kiện thể thao sẽ cần thêm thời gian để cân nhắc. Ngày 1 tháng 5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có một nửa là ca ngoại nhập, nâng tổng số người nhiễm ở đại lục lên 82.874. Trung Quốc hiện là quốc gia đứng thứ 11 về số ca mắc COVID-19. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 77.642 người nhiễm SARS-CoV-2 đã hồi phục, trong số 599 người còn điều trị tại bệnh viện, chỉ có 38 ca bệnh nặng. Tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát COVID-19 ngày thứ 27 liên tiếp không phát hiện trường hợp nhiễm mới nào. Ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho hay nước này sẽ nới lỏng lệnh kiểm soát di chuyển và một số hạn chế chống dịch từ 4 tháng 5 sau hơn 6 tuần phong tỏa nhiều nơi chống dịch COVID-19. Theo đó, việc mở cửa trở lại nền kinh tế có vai trò rất quan trọng để đảm bảo thu nhập của người dân. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế liên quan đến việc tập hợp đông người sẽ chưa được phép vì rất khó đảm bảo việc giãn cách xã hội. Các hoạt động này bao gồm rạp chiếu phim, phòng karaoke, trung tâm bấm huyệt, câu lạc bộ đêm, chợ Ramadan, cũng như tất cả các hội nghị và triển lãm. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Malaysia đã ghi nhận sự giảm tốc lây lan của dịch COVID-19 trên toàn quốc trong những tuần gần đây. Tính đến tối ngày 1 tháng 5, Malaysia đã ghi nhận 6.071 ca mắc COVID-19, trong đó 4.210 người đã được xuất viện và 103 người tử vong.